Xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ chia sẻ đến mọi người một cái cách thức để mình ươm cái cây ngò gai, cây răng cưa cả nhà nhé. Cây răng cưa cây này và một cái cây rau ngổ. Hai cái cây rau thơm này, giống này thường là rất là khó mình gieo hạt. Cách nhanh nhất mình sẽ chia sẻ đến mọi người bằng cách là mình mua cây sẵn về để hăn, và mình sẽ dùng cái cành và gốc ở dưới này để mình ươm cái giống là nó mọc ra rất là nhanh đó. Đồng thời mình cũng chia sẻ thêm một số rau khác đấy cả nhà, thấy không, đây là một cái trại giống của nhà mình đây. Hiện tại bây giờ là cái gì cũng có thể mình sẽ ươm, và nhất là những cái giống mà bằng cành mình ươm rất là nhanh, bởi vì thực tế là mình gieo hạt nó rất là khó với cái thời tiết ở Anh Quốc. Chính vì vậy mình phải dùng bằng mọi cách để mình tìm cách để mình ươm bằng cái cành và bằng gốc cho nó nhanh và hiệu quả để có những cái rau thơm ăn hàng ngày nhé cả nhà nhé. Khi mình mua một mớ ngò gai hoặc là mình mua một cái mớ rau ngổ như thế này cả nhà nhé, về thì mình có thể mình chọn những cái cành nào mà nó cái gốc của nó có nhiều khả năng cái phát rễ ra nó nhanh hơn thì mình chọn, và mình sẽ bấm một chút lá ở bên cạnh đi như thế này đó. Mình rửa qua đi, xong bắt đầu mình cho vào cái ca nước để mình ngâm. Bởi vì là nếu mà mình gieo hạt nó rất là khó. Đây, cả mọi người nhé, mình sẽ chia sẻ cái cách thức. Mình về mình bấm đi một số như thế này thôi cả nhà nhé, để như này. Và mình sẽ ngâm vào trong này. Cái quá trình ngâm thì mình sẽ dùng cái túi bao ni lông như thế này để mình chụp vào trong cái ca nước, và mình miết ở phía dưới cho nó kín không khí để cho cái bao ni lông này nó giữ cái độ hơi nước ẩm ở phía trong và nó không bị nó ấm, thì là cái cây nó phát rễ ra rất là nhanh. Nếu mà mình để ở phía ngoài nó lạnh trời thì nó không bao giờ nó mọc ra rễ được, mà nó chỉ có thối gốc thôi cả nhà nhé. Bắt buộc mình phải dùng cái bao ni lông này để mình cho vào cái nơi mà nó thoáng mát và có ánh sáng và độ ấm nó tốt, thì là cái mọc rễ nó rất là nhanh. Chỉ trong vòng mình em mới ươm cái này có khoảng 5 ngày thôi nhé cả nhà nhé, 5 ngày rồi đó mà rễ nó đang ra như thế này. 2 đến 3 ngày khi cái nước mọi người nhìn thấy nó đục thì mình phải bỏ ra, mình đổ nước đi và mình thay cái nước mới vào cả nhà nhé. Mình không được để nguyên bản từ lúc cho đến lúc nó ra rễ thì là nó sẽ bị thối. Để cho khi nào mà cái rễ nó ra dài trắng đủ độ cây nó phát triển rồi thì bắt đầu lúc đó mình mới bỏ ra ngoài đất ướt mình dâm. Thì Vinh đây sẽ chia sẻ cái lúc mà mình dâm cái cây này nó như thế nào. Đồng thời cũng cái cây rau ngổ này cũng thế. Cây rau ngổ mình cũng mua về mình chọn được một cái cành nào mà nó dài cả nhà nhé. Cái quá trình của rau ngổ y như răng cưa, thế nhưng mà nó mọc chậm hơn, nó khó hơn cái cây răng cưa, bởi vì cây răng cưa này mình ngâm 10 nhánh thì có thể nó lên được 8 nhánh đến 9 nhánh. Cái rau ngổ này nó cũng rất là khó lên, bởi vì nó phải ưa những cái cành nào nó thực sự là nó già. Như cây này là cùng thì đã có rễ rồi cả nhà nhìn này đó. Mình nên chỉ ngâm thêm một vài ngày nữa là mình có thể mình đưa ra ngoài mình dâm được đó. Đấy là cái quá trình mình ngâm cái hai cái loại rau thơm này cả nhà nhé. Nhất định là mình phải bọc lại như thế này, bọc kín lại như thế này để trong trong quá trình mình ươm thì nó mới có hiệu quả. Và cái lá lốt này cũng thế, lá lốt này mọi người cũng có thể mua cành về, xong bắt đầu chọn cành nào nó già mà nó đủ độ mọc mầm thì mình cũng lấy thân cây như thế này thôi mình ngâm vào. Lá lốt cũng khó nữa, bởi vì nó cũng rất ưa thời tiết nóng thì nó mới mọc mầm, cho nên mình cũng phải dùng bằng cái như này cả nhà nhé. Mình cũng lấy cái này mình bọc này để cho nó có cái độ ấm, độ ấm thì nó mới mọc ra dễ. Tất cả những cái cây mãn cành Vinh Lê chia sẻ hôm nay cho mọi người đều là bằng hình thức giống nhau, cũng như một cây húng quế như thế này thôi. Nếu mà mình trồng để mình gieo hạt nó cũng rất là khó, nó phải ưa thời tiết rất là nắng ấm. Mình mua cành về như thế này,
mình chọn cành nào mà nó già mà nó đẹp, nó tươi, mình bấm một số phần ngọn đi, bấm một số phần cành này đi, mình chỉ để giữ lại ngọn thôi cả nhà nhé. Và mình cắt cái đoạn nào mà nó để đúng có cái mấu đó, mình có thể mình cắt đúng đến cái đoạn mấu này, chứ mình đừng cắt ngang lưng chừng cái đoạn như này thì nó rất là khó mọc rễ, hoặc là mình phải cắt lên đến đoạn tầm này cả nhà nhé. Nếu mà cái đoạn gốc này mình thấy nó xấu rồi thì mình cắt đến đoạn này đó, để như này thì mình cũng ngâm vào nước thôi cả nhà nhé, ngâm vào nước cũng bọc túi ni lông hoặc để vào nơi ấm, sau đó mình bỏ ra đất mình trồng, nó rất là nhanh, không phải như đợi những cái thời gian mình gieo hạt, bởi vì bản thân Minh Lê cũng gieo hạt, cái mùa năm nay thời tiết ở Anh Quốc nó rất là khó, gieo đến 2-3 lần rồi nó mới lên được mà xuất sắc nó chậm. Đó là cái hình thức mình gieo tất cả những cái cây mà dùng bằng cành, chia sẻ với mọi người. Kinh giới cũng thế, rất là nhanh, mà nhanh nhất vẫn phải là cái rau răm cả nhà nhé. Rau răm thì ai làm cũng được thôi, nhìn này, mình để mới cắm cho có mấy ngày thôi mà dễ nó mọc ra như thế này rồi. Sau đó mình bỏ ra mình trồng, rất là dễ cho những cái cây mà ăn cành. Rau lang mình cũng ngâm bằng hình thức cắt cành cho vào trong này ngâm nó ra dễ. Đó, từ cái cây bonsai mình ngâm đến bây giờ nó ra dễ như này cả nhà này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đưa ra đất để mình trồng thì nó rất là nhanh. Chứ còn để nguyên cả củ thì không bao giờ nó mọc được cả nhà nhé. Đó, mình đây chia sẻ cách thức tất cả những cái rau mà dùng bằng ươm bằng cành. Thậm chí cả cái quỳnh đây cũng đấy, hoa quỳnh nhá cả nhà nhé. Hoa quỳnh Vinh Lê cũng cắt cành và cho xuống nước như thế này ngâm, để khi nó ra rễ thì là mình sẽ cắm xuống đất mình trồng nó rất là nhanh. Còn nếu mà mình cắt cành như này mình đưa xuống đất thẳng trực tiếp mình trồng luôn thì cái xác suất nó mọc lên rất là khó, có thể là nó chỉ được 50-50 thôi, 50%. Hoa 10 giờ Vinh Lê cũng chia sẻ mọi người cũng cắt cành để đưa vào nước ngâm hết như thế này. Và có một cái này nó hiếm quý là giới thiệu với mọi người luôn, đó là cái cây hoa súng nhé. Vinh Lê cũng đang ươm để cho nó mọc mập rồi mình đưa ra nước. Mình thực tế cái này nó chỉ trồng, nó chỉ nổi trên mặt cái chậu nước thôi cả nhà nhé, chứ không cần phải đất cát gì cả. Nhưng mà hiện tại thời tiết lạnh quá Vinh Lê chưa để ra, lại phải cầm vào trong để cho nó phát triển. Sau khi cây ngò gai này mình ngâm nước qua được một tuần hoặc là chục ngày cả nhà nhé, nó đã mọc ra cái rễ như thế này. Đó, từ cái lúc mà mình mua cái mớ rau về mình cắt ra mình cho vào ngâm nước để trong cái độ ẩm ở trong nhà nó mát, nó đã mọc rễ lên như này. Bây giờ mình sẽ cầm ra ngoài để mình dâm ra đất để cái bước kế tiếp mình trồng cho cái cây rau ngò gai này nó lên cả nhà nhé. Thì để trước khi mà làm cái trồng cái cây rau ngò gai với cây rau ngổ như thế này, nó cây rau ngổ với cây ngò gai nó giống nhau. Cái đất Vinh Lê chuẩn bị nó là cái đất chắc, cái đất tẹt nhé. Đất này là mình đào ở dưới vườn lên cả nhà nhé. Nó là dùng cái loại đất chắc của vườn chứ không phải là cái đất mình mua về. Bởi vì thường trồng mấy cây rau này nó cần phải có cái loại đất như kiểu mà mình gọi là đất sét cũng được, hoặc là cái đất nó đất tẹt, đất rất là đặc. Mình cho vào chậu và mình cũng đánh tơi ra như thế này. Mình cho đất càng tơi càng tốt cả nhà nhé. Và sau đó mình tưới nước lên cho nó ướt hết cái đục đất trước khi mình chờ dâm cái cây này xuống. Mình để cho cái đất nó ướt hẳn nhé cả nhà nhé. Nó có cái độ ướt sẫm ra như thế này. Đó, và cây có rễ như thế này rồi, bắt đầu mình cắm xuống cách đoạn ra. Một cái thùng như này thì mình trồng cũng thưa thưa ra một chút và mình cũng không cần phải cho nhiều đất cả nhà nhé.
sau khi mình cho ra dâm như này thì nó cũng rất là phát triển rất là nhanh. À, và mình để vào trong một cái nơi mát, không có bóng nắng trong vòng 5 ngày đầu. À, mình không được đưa ra nắng ngay cả nhà nhé. Bởi vì cái cây này khi nó mọc rễ như này, mình dâm đất mình phải cần có một thời gian ngắn để trong chỗ cái độ ẩm mát. Thường là mình để vào cái nơi thoáng mát có mái che. Chứ thời tiết mà nắng như mấy ngày hôm nay ở Anh Quốc nó rơi vào 30 độ C. Mình bỏ ra ngoài thì nó sẽ chết ngay. Nó phải ưa thời tiết nắng nóng khi mà nó phát triển. Còn ở bên Anh Quốc này để mà gieo cây này giống cây rau ngò gai và rau ngổ rất là khó, không dễ gì để nó lên. Đó, chỉ cần như thế này thôi là đã hoàn thành cái khâu mình trồng ra ngoài đất mà để cho nó trong chỗ mát nhé cả nhà nhé. Và đây như mọi người nhìn thấy nhé, mình trồng mấy cây này là mình trồng trước, bây giờ nó đã lên như thế này rồi. Nó đã lên cứng cáp như này rồi thì mình đưa ra ngoài nắng thì nó rất là nhanh phát triển, nó mọc rất là tốt. Đó là cái mà hôm nay mình đây chia sẻ đến mọi người, tất cả những cái cách thức mà mình đã làm, đã ươm các cái cây giống để cho ai cũng có thể ươm được trong nhà. Chỉ cần một cú điện thoại hay là một nút gõ trên online thôi, mình sẽ đi đến tất cả các siêu thị người Việt. Đặc biệt nếu mà ở London thì có siêu thị của nhà anh chị Hùng Nghĩa và của Giang A Lan ở Dockland nhé mọi người nhé. Tất cả các cái rau thơm hoặc là những cái đồ dùng trong bếp trong gia đình mình có thể mình order từ đó, mọi dịch vụ ship đến tận nhà luôn. Và mình sẽ dùng các cái gốc cây như thế này để mình sẽ trồng ra, ươm ra những cái rau thơm phục vụ cho gia đình, cho trong những cái ngày nghỉ hoặc là những ngày hè, rất là dễ trồng khi thời tiết nó nắng ấm. Chúc mọi người thành công trong cái chút nho nhỏ làm vườn và những cái cách Vinh đây chia sẻ, mong nó được hữu ích tới cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại những clip khác Vinh đây chia sẻ nhiều hơn cho mọi người về cách thức. Mọi thông tin mọi người có thể ấn chuông đăng ký kênh của Vinh đây và nhắn tin để Vinh đây sẽ chia sẻ cặn kẽ hơn về những cái cách thức, những từng loại rau thơm, hơn 100 loại nha cả nhà nhé. Bởi vì mình chỉ chia sẻ từng clip một cho mọi người. Nhớ đăng ký kênh của Vinh đây và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.